màu rất là đẹp luôn. Đó. Mình đặt lên thì cái bột này thì em biết là nó sẽ hơi chảy một chút xíu nha. Đó, mình đặt lên mình để yên một chút xíu. Xong mình lấy cái phần đầu cọ nè. Đó, mình nhấp nhấp mình đè mình đẩy nó lên nè. Cho nó tròn cái cuticle nha. Đó. Từ từ nè anh chị ha. Rất rất là nhẹ nhàng. Đó, xong cái mình tém cái bột xuống dưới nè. Màu rất là đẹp ha. Cái mình vuốt nhẹ, mình đặt hai bên hông đã. Nhẹ như lông hồng đấy. Ok, mình mới tém xuống dưới nè. Mình vuốt từ từ hai bên hông, mình cho nó u ở giữa nha. Đó. Hello hello anh chị nha. Nhớ tém vô giữa nha anh chị nha. Đó. Xong mình tém vô. Đây anh chị thấy ha. Thì em làm biến line design lắm. Line design nó lâu lắm. Nên là không có line design. Mình sẽ line hướng dẫn cho anh chị nào mà đang tập đắp bột ha. Đang tập làm bột á. Thì mình hướng dẫn. Đây anh chị thấy ha. Sáng luôn. Cho nó rõ. Sáng luôn. Ok. Tiếp tục ha. Mình đã làm tròn cái cuticle hết rồi. Mình nhẹ lắm, mình đắp nó tròn sẵn luôn ha. Hello mọi người, hello. Đây, mình lấy bột thì vừa đủ thôi ha. Đó, mình để lên nè. Ví dụ như nó hơi chảy đi thì mình đặt cái bột xuống đó thì mình giữ lại cái cọ chút xíu. Đó, bắt đầu cái mình nhích nhẹ nó lên nè, mình đè nó xuống nè. Đó, thì khi mà anh chị đè cái bột này nó vô cuticle á thì nó mỏng. Nó mỏng mà nó tròn, cái cuticle nó rất là đẹp ha anh chị ha. Đó, mình sẽ đưa bột xuống dưới. Đây. Tại sao mà anh chị thấy em hay đưa bột xuống dưới tới đây? Tại vì mình dễ tí nữa mình dễ vuốt. Ví dụ như cái bột nó có khô đi chăng nữa thì mình cũng dễ vuốt nha. Đó. Đây mình đẩy lên nè. Đó. Tém hai bên hông vô nè. Đó. Xong cái mình vuốt nè. Vuốt xuống. Cái mình vuốt nhẹ xuống. Đó. Từ từ ha anh chị ha. Ở dưới cái phần đầu móng này rất 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 là dễ vuốt nha. Đó, mình tém vô. Cắt bột đi nè. Nó nát tràn lan tràn lan. Thì nói chung là nếu mà mình làm đẹp thì cũng phải là do sản phẩm phải rất là tốt ha. Đó, kêu bà chủ inbox cho mình để mua bột đi. Xong rồi đó mình vuốt xuống nè. Đi đưa rất là nhẹ ha, đẩy đưa nhẹ nhàng. Đây. Cuticle rất là sát ha. Đưa đẩy nhẹ nhàng. Xong. Tiếp tục. Mình lấy bột vừa đủ thôi nha anh chị nha. Cái gì Lan Anh màu đẹp quá bé ơi. Căng dữ Lan Anh. Ok lên đây anh làm cho bộ nè. Màu rất là đẹp ha. Màu này đẹp cực kỳ. Đó. Mình đặt từ từ thôi. Thứ nhất cái tay khách nó đang bị lạnh ha anh chị ha. Thì cái bột anh chị sẽ biết được là cái bột nó rất là lâu khô mà nó chảy. Đó, thì mình phải để ý nha anh chị nha. Mình đưa bột xuống nè, đưa xuống phía dưới nè. Thì anh chị dễ vuốt. Tại vì nó dính cái bề mặt của cái móng giả đó. Thì tí nó dễ vuốt lắm ha. Cái mình tém hai bên hông vô nè. Đó, mình đập vô sát cuticle nè. Tém hai bên hông mình đập nhẹ vô.
đó. Mình đẩy lên chút xíu để cho nó có cái độ u ha, cho cái bột nó chắc hơn. Mình vuốt nè, vuốt từ từ nhẹ nhàng thôi ha, vuốt từ từ nhẹ nhàng. Cắt cái phần bột đi. Nói chung khó nói lắm, khó nói là sao, quất đi chứ. Đó mình thấy ha, đây, beautiful, it's beautiful model hand. Ok, hello anh chị, dạ em cảm ơn. Đó, mình đắp từ từ thôi ha anh chị ha, mình cứ từ từ mình rỉ rả thôi, mùa đông mà cũng vắng khách với lại dịch nữa. Nhớ nha anh chị nha, lấy bột vừa đủ thôi đó, mình lấy bột vừa đủ thôi thì mình sẽ đắp nó sẽ đẹp hơn. Như cái này á, em đắp là em đắp vừa bột luôn, là không dư không thiếu nha. Đây, như cái này không dư không thiếu bột luôn nè. Mình đưa xuống. Đưa xuống dưới nè. Đó, từ từ ha, mình tém hai bên hông vô. Mình đưa xuống. Đó. Thì nó chảy nè, nó lem một chút xíu nè, mình không sao hết, mình đừng có quảng ha, mình đừng có quýnh quá. Cứ từ từ thôi, tại vì bột cái mùa này nó rất là lâu khô. Đó, mình cứ từ từ mình đặt, mình ép lên. Đó, từ từ thôi ha. Hello Phạm Quỳnh, hello Asinomoto. Mình vuốt nhẹ xuống, vuốt xuống đây. Kali, em sắp đóng lại neo nữa rồi anh ơi, qua đây. Anh dùng nước ly vịt gì vậy? Dạ em dùng CND không pha một chút nào nha. Dùng CND nha. Cái bột càng lâu khô thì không phải là lâu khô nha anh chị nha, mà nó giống như cái dạng mà mình cho cái bột nó, mình cho cái bột nó giống như kiểu mà lâu khô thì anh chị sẽ nghĩ là nó chảy. Nhưng mà những cái bột đó mới đắp mới ngon được. Nè, lâu khô, ví dụ như nó hơi lâu khô một chút xíu thì mình biết nó chảy rồi đó. Nên mình để đặt cây cọ, mình rút nước lại trong cây cọ thì nó đỡ chảy hơn, rồi nó sẽ dẻo hơn ha. Đó. Đây. Đó, nó dẻo hơn thì anh chị dễ control hơn. Đó, mình từ từ mình tém vô nè. Đó. Đưa nó vô giữa nè, đưa xuống dưới nhẹ nhẹ xuống. Đó, mình vuốt đập ở critical nhẹ nhẹ nè, vuốt xuống. Đó, cái này là đủ bột luôn, không dư không thiếu nè. Chị thấy rõ không? Vuốt từ từ xuống. Tém vô, cắt bột đi, dư chút xíu nè. Hello, xong. Đó, bắt đầu bây giờ mình mới giữ xếp nè. Rất là last long nha. Cái này nó đỡ rất là, nó rất là chắc mà nó không hở nha, không hở luôn đó. Đó. Ok, bắt đầu thì mình sẽ dùng cái shape ha. Ok, let's go. Shape. Mess up. Nó bị đụng rồi anh chị ơi. Hư quá. Yeah. Ok. Màu rất là đẹp.
Nói chung á là trước giờ thì em vẫn thích CND nha. Em dùng rất là nhiều loại liquid rồi nhưng mà em vẫn thích thằng CND hơn. Anh không cho mượn màu đâu nha Lan Anh. Đây thì mình sẽ giũa cái shape nè anh chị thấy ha. Đó, cái tay khách rất là thon anh chị thấy không? Thì mình sẽ giũa nhẹ xuống hai bên hông, giũa nhẹ xuống nè. Đó, mình tém vô. Để áp cái giũa vô nè, mình tém vô. Xong mình áp vô. Thì nó ra cái form móng nó rất là thon nha. Cái form móng của nó thon lắm. Đó. Xong mình chỉ thấy à. Mình phủi ra chút đi. Đó, cái form móng nó rất là thon ha. Vô thẳng. Thì cái này mình mới vũ xếp thôi chứ chưa vũ critical. Cái này cũng không cần vũ critical nhiều nha anh chị nha. Cái này mình vũ sơ sơ cái là xong rồi. Mình chạy đi chút xíu rồi cái là xong rồi. Mình đắp gọn rồi thì mình dễ. Giờ mình tém vô nè. Đắp gọn gàng. Dễ gì giấu liền chứ dễ gì lên cướp được. Đó, mình vỗ cái xếp vô. Sao nó mờ rồi ta? Ok. Mình sẽ thấy em vuốt cái form móng ha, nó rất là thon, nhìn nó thon lắm. Nè chị nhìn nè ha. Thon lắm. Chắc thon ha. Hello mọi người. Đó, xí thì em sẽ chỉ cho anh chị cái cách vũ máy nha. Đó. Sắc và đét. You like matte top, right? Or shiny? Matte. Ok. Nè. Sẽ thấy mình dỡ lên là hàn chị ha, dỡ tay lên mình coi cái nào chưa đều. Sao ở trong đây nữa. Xin chào chàng trai trẻ có giọng nói ông già, trời ơi buồn ghê sợ luôn á, sao kỳ vậy cái giọng của em mà sao mà nghe già lắm hả mọi người. Ui chàng trai trẻ có giọng nói như ông già buồn dễ sợ luôn, tối nay mất ngủ rồi. Mà em cũng thấy em nói chuyện già thiệt chứ bộ. Ok đó. Đó, nãy em xin nó cái nhẫn này mà nó không cho em nè anh chị, em xin nó cái nhẫn mà nó không cho thiệt á, con này có cái nhẫn không mà cũng tiếc với mình nữa. Xin nó tao làm bộ tay này mày cho tao cái nhẫn mà nó cũng không cho nữa. Không có rồi nha Lan Anh nha, không có xin nha, bán cho không có xin nha. Nửa hũ 50. Màu rất là đẹp. Love color. Vũ thon thon chút xíu, nói chung là nhìn nó đừng có sắc bén quá mà nó thon thon chút thôi. Để nhìn nó mới đẹp. Hả? Tối thằng bố qua tìm hả? Xin nhận tặng gái ha. Đúng rồi. Hay quá luôn thiệt á.
Thì bây giờ anh chị thấy dũa rất là nhẹ, nhẹ nhàng. Kêu nó cho cái nhẫn nào cũng được, bên kia cũng được mà bên này cũng được mà nó không cho. Ok, kêu làm cho nó bộ tay thì đổi nhẫn mà nó không chịu luôn á. Này mình rửa sơ sơ cái xong rồi bộ tay nhanh lẹ luôn. Okay. Xong mình sẽ dũa cái phần đầu móng lại một chút xíu nha anh chị nha. Lúc mà mình quay ngược lên á thì mình cái hướng của nó nhìn, còn bây giờ là cái hướng của mình thì mình cho nó nằm háp á giữa thì nó sẽ đều hơn, nhìn nó hai bên nó ok hơn. Chứ còn nếu mà quay lên mà để dũa ở trên không, nhiều lúc mình không có cái tay mình không có chuẩn á thì lúc nó cũng bị méo ha. Xong bây giờ em chỉ cho anh chị cắt dũa nha. Ok, let's go. Đây đầu dũa thần thánh của mình, five in one. Chưa, từ từ anh ơi. Đây ha, đầu dũa five in one của mình ha. Đó, tiếp tục nè. Không, tại vì anh vũ sếp đó bây giờ mới gần nè. Ok, mình bật cái dũa nó vừa phải thôi anh chị ha, mình bật cái dũa vừa phải thôi, không có lớn mà cũng không có nhỏ ha. Mình chạy thì mình để cái đầu dũa này nè cho nó bằng, không cho nó bằng đó, mình chạy đây, mình chạy nhẹ thôi nè anh chị ha. Mình đi nhẹ thôi, cái phần ở dưới nè, đi nhẹ thôi. Đó, lên từ từ, anh chị sẽ thấy nè. Đó, nhìn nó rất là natural ha. Ở trên mình đi nhẹ thôi, đó, mình phớt nhẹ thôi. Tại mình đắp cho nó gọn rồi, nên là giờ mình phớt cho nó nhẹ thôi. Xong. Xong ha, cái mình đi ở dưới nhẹ một chút xíu cho nó mỏng lại, nhìn cho nó natural. Đó, đây cũng vậy ha, thì mình cứ đi phần dưới trước cho nó thẳng, cho nó đều đẹp đã. Đó, đi nhẹ nhẹ thôi. Nên cái này mình không có sợ bị cắt tay, cắt chảy máu ha. Cái này nó rất là êm, dũa thì tròn, critical, mịn. Nói chung là cái này là fine one đó. Cái này anh chị chạy treo lên tay bột cũng được nha. Anh chị thấy ha, nó rất là mịn nè. Đó, rất là mịn. Dạ, tên chị anh Leo Nguyễn. Mình đắp đẹp thì mình đỡ dũa. Đó, mình đi nhẹ nhẹ nè, giờ mình đi nhẹ lên thôi. Đó, mình đi từ từ lên thì nó mới có cái độ u, độ cong được. Mịn màng, sạch sẽ và đẹp đẽ. Rất là lẹ ha anh chị ha, cách này của em rất là lẹ. Anh chị cứ áp dụng là đắp cho nó thiệt là đẹp, mình dễ dũa xếp nè, mình dễ chạy máy nè, nói chung là nhanh gọn lẹ hơn. Chị thấy ha, xong critical nó rất là mỏng và sát ha. Ok, đó anh chị để ý nè, em chạy lúc nào em cũng chạy cái phần ở dưới đầu móng trước cho nó thiệt là mỏng, cho nó mỏng nè, cho nó bằng cái phần từ ở khúc này nè. Thì ví dụ như độ u của anh chị ngay chỗ này ở giữa thì khúc này anh chị cho nó thẳng ra luôn.
Đây. Mình lên nhẹ nhẹ, mình từ từ mình giũa trên cái pico nè. Đó. Anh chị sẽ thấy nè. Đó, nó có độ u nhẹ thôi. Cái này móng này không phải là móng dài ha anh chị ha. Nên là mình cũng không có cần nó phải quá u để cho nó chắc. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Hello Huy, phải không? Phải không Huy? Màu rất là đẹp. Nói chung ở ngoài màu đẹp lắm nha anh chị nha. Màu ở ngoài rất là đẹp luôn. Ở trong hình thì nó hơi sạm chút xíu, nhưng mà màu ngoài đẹp lắm. Màu này perfect luôn á. It's a perfect color. Màu rất là đẹp. Ồ dễ hả, chuẩn bị lót đau nữa hả? Mà nói thì dịch bên đó nhiều lắm hả Huy? Ừ, nói inbox cho anh, cho Trung Phương, cho Hoài không thấy anh rất thì anh xem anh cho. Là sao anh Trung Phương? À, bữa anh nói inbox cho Trung Phương, Vương cho Hoài không thấy anh rắc rất nhức đầu à. Anh chị nào dịch giùm với em cái được không? Thấy hơi ủa anh ở Cali luôn à? Không, em không ở Cali. Thank you Huy, dịch đang lên bệnh viện không có giường. Ui trời ơi, căng thế, hơi mệt à. Nhớ nha anh chị nha, mình đi cái phần critical này á, mình để đầu giũa nó xéo xéo xuống như thế này nè. Đó, để chi cho nó mỏng cái phần critical, mình nhìn nó mới sang được, mình nhìn nó giống thiệt, đẹp lắm. Nói chung là mình giũa cái critical mỏng làm mua lấy bộ giữa thần thánh của Trump á. Nhớ rồi. Đây đang rất là đói bụng nha anh chị nha. Nhớ anh chị thì lên like 88 là chơi chứ. Đó xong nha, bắt đầu em sẽ buffer và cho anh chị em xem kết quả nè. Rất là sát critical nè, mỏng sát. Đây anh chị thấy ha, cái form đó nè anh chị thấy không, cái form rất là đẹp. Đầu giũa là bên em bán nha chị Phương Lê, đầu giũa bên em bán bộ giũa thần thánh của em đó. Đây anh chị thấy ha, cái form đó nó rất là thon, nhìn nó rất là dễ chịu nha. It's pretty messy. Anh chị thấy ha. Đó. Xong bây giờ bắt đầu là mình sẽ phủi nó đi và mình xịt alcohol, mình lau cho nó sạch sẽ. Dạ một bộ là 100 đồng nha chị Phương Lê, nhắn tin cho em nha. Còn không thì có số điện thoại đó, bao nhiêu một cái đầu giũa về cho anh. Dạ cái này là chưa, tụi em không có bán lẻ nha chị. Cái này là tụi em không có bán lẻ, tụi em đang sale một nguyên một bộ là còn 100 đồng đó. Tụi em đang sale. Ok. Xong bắt đầu là mình sẽ xịt alcohol
mình lau chùi cho nó sạch cái tay khách. Sẽ cho anh chị em xem kết quả. Thường thường thì mình sẽ không có chùi alcohol đâu, nhưng mà tại vì cái mat top nên là mình cần phải chùi cho nó sạch sẽ ha. Mình tí nữa mình sơn cái mat top á, nó giống như nó lem tùm lum á, nhìn nó xấu, mình không có bôi dầu được nên là mình cần phải lau sạch sẽ. Đây chị sẽ thấy ha. Chị tiếp mình lau cho nó kỹ thì nó hết cái viền dơ ở bên hông ha. Mày sơn matte top lên rất là đẹp nè. Ok anh chị ha. Xong. Let me see. Ok nha anh chị nha. Màu nó rất là đẹp luôn. Nhớ nha anh chị nha, mình sơn top á, mình đi một đường thẳng xuống thôi, mình đừng có nhấp. Ý là mình đừng có vậy nè, đó, đừng có vậy ha. Mình đi một đường thẳng xuống. Dính hột rồi. Anh chị thấy ha, cận cảnh dung ra sát cho anh chị em xem luôn. Này top size này cũng đẹp. Ok. Beautiful. Beautiful. Chị thấy không? Mình đắp nó sát nhưng mà mình nhìn nó mỏng nữa nên là nó giống như cái móng thiệt nó mọc ra vậy đó. Đây. Giả bộ khen đi trời ơi. Giả bộ khen tiếng đi trời ơi. Nghe cuộc điện thoại trở vô là xong rồi. Lẻ lắm, mấy cái này mình làm lẻ cực kỳ ha. Mình đắp bột cứ gọn gọn bột đi là mình giũa lẻ lắm. Nhanh gì chết. Cái này em livestream ấy chứ, còn nếu mà bình thường thì lẻ nữa. Thường lẻ lắm. $65 chưa tới 30 phút. Anh chị thấy sướng không?
Ok. Đây, ok. Chị sẽ nhìn nè. Let's see. Màu rất là đẹp ha. Đây mình lấy cho nó chút xíu. Sao nó mờ mờ ta? Rõ rõ lên chút mày. À, đây anh chị thấy ha. Critical nè, rất là sát mà ha. Rất là sát luôn. Đó. Đây cái độ cong của móng nè, mình xem. Chị thấy ha, đó. Nhìn ngang nè ha, nó rất là thon nè. Đó. Chị thấy nhìn ngang không, rất là thon ha. Đây. Đó. Còn ở phần giữa nè, anh chị nhìn nè. Nó rất là đều không? Đó, xong nha anh chị nha. Ok. Màu rất là đẹp. Khi nào mới đáp được 50%? Trời ơi, cái này nói chung là mình luyện tập là được thôi anh nha. Chứ không có gì hết á. Cái này nó cũng, nói chung là nếu mà mình tập nhiều mình làm rồi á thì từ từ mình biết hết à. Dạ. Ok, let's see. Tiếp tục bên tay này. Oh, not yet. Oh really? Not turn on. Này. Bên Úc á hả? Bên Úc làm deep. Bữa nào em like deep cho anh chị coi chơi ha. Có ai ủng hộ